Xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh Vấn đề Thế giới. Thưa quý vị, về tình hình thời tiết cực đoan, cơ quan khí tượng dự báo hôm nay khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Trong khi đó, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Còn bây giờ, như thường lệ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại Việt Nam và thế giới. Video gió lốc kinh hoàng khiến một căn nhà bay màu chỉ trong khoảnh khắc. Các nhà khí tượng học đã gọi sự kiện thời tiết xảy ra vào cuối tháng 4 ở Nebraska, Mỹ, là có tính lịch sử vì có đến 6 trận lốc xoáy xảy ra trong một tuần. Ngày hôm qua 16 tháng 5, đoàn video trích từ camera hành trình của chiếc ô tô đỗ gần nơi trận lốc xoáy đi qua đã được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút cả trăm ngàn lượt xem chỉ trong vài giờ. Video cho thấy một căn nhà ở Nebraska đã bị quét sạch nhanh tới mức khó tưởng tượng. Theo các trang tin ở Mỹ, thì video này ghi lại hình ảnh trận lốc xoáy xảy ra vào ngày 26 tháng 4. Hôm ấy, gió giật mạnh đã gây nhiều hỗn loạn ở bang này, khiến cho dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ phải đưa ra số cảnh báo đến mức kỷ lục. Ông Taylor Nicholson, nhà ký tượng học ở NVKFS nói, đây là sự kiện lịch sử, một sự kiện mà cả đời người chỉ thấy một lần. Ông cũng khẳng định kiểu thời tiết này là nguy hiểm chết người. Gió giật đã cuốn một vài người bay nhà của họ, nhưng thật may là họ chỉ bị thương nhẹ. Theo trang ABS CBS News, cơn lốc xoáy làm bay căn nhà trong video có sức gió lên tới 254 km h tức là siêu bão. Căn nhà này thuộc công ty Garner Industry. Lúc lốc xoáy ấp đến, bên trong nhà vẫn có hàng chục công nhân đang làm việc. Và cũng thật may, tất cả đều sống sót dù căn nhà đều bị xuyên nát. Các nhà khí tượng học nói, trong lúc gió rông, người dân nên tìm nơi trú ẩn, không nên cố đi trên đường dù là có ô dù che mưa. Vì như video trên cho thấy, lúc gió mạnh, mọi thứ sẽ hốt tung và cuốn bay. Chúng va đập vào người đi đường và có thể gây thương tích hoặc nặng nề hơn. Thưa quý vị, thông tin ngư dân đi biển gặp nạn mất tích nhanh chóng truyền về đất liền. Suốt mấy ngày nay, những người vợ, người mẹ nơi làng biển Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn lòng như lửa đốt, ra nơi cửa biển ngóng chờ người thân sẽ trở về. Nửa đêm, điện thoại chị Hà Trà Giang, 38 tuổi, chuông reo. Người thân gọi báo chồng chị đã có liên lạc. Suốt 3 ngày nay, chị Giang lòng như lửa đốt, ngóng tin anh Nguyễn Ngọc Hà, 40 tuổi, người dân trên tàu cáo QB 98614TS gặp tai nạn trên biển. Sáng ngày 7 tháng 5, tàu của người dân đã đưa anh Hà trở về cập cửa khẩu cảng danh. Chị Hà vỡ òa niềm vui. Suốt mấy ngày nay, chị cùng người thân đã nguyện cầu cho chồng và bốn người thân gặp nạn trên biển được trở về bình an. Anh Nguyễn Ngọc Hà là máy trưởng của tàu cá QB98614TS do ông Phan Thanh Hùng làm thuyền trưởng. Tối ngày 3 tháng 5, tàu cá này mất liên lạc. Anh Hà trở vào bờ, trên thân thể có nhiều vết thương tích và được đưa đi cấp cứu. Chị Giang nói rằng, như một phép màu, chồng chị đã được cứu và chị cũng mong điều kỳ diệu này sẽ đến với ba người thân vẫn còn mất tích. Mấy ngày không có tin tức gì, cả nhà ngồi khóc. Khi anh điện về cho chị gái báo tin là đã trở về được rồi thì mọi người vỡ hòa như một phép màu đã cứu chồng tôi. Cứ nghĩ đến mấy ngày trên biển không ăn uống gì mà thương anh, nước mắt cứ lan dài. Tất cả mọi người ai cũng cầu nguyện hết, chỉ mong phép màu sẽ đến cho bốn người anh em còn lại và tất cả mọi người đang còn trên biển sẽ trở về bình an với gia đình. Chị Giang cho biết, sáng nay những chiếc tàu của ngư dân đưa người bị nạn vào bờ. Rất đông người dân ở miền chân sóng đã đến đón các ngư dân gặp nạn trở về. Lên lõi trong đám đông, ông Nguyễn Văn Lương, 47 tuổi, tìm gặp người vừa trở về hỏi thăm tin tức đứa con trai của mình. Con trai của ông là Nguyễn Trung Bảo, vừa tròn 18 tuổi, đi trên tàu cá QB 92699TS do ông Nguyễn Đức Trung làm thuyền trưởng. Gia đình tôi chỉ mong con tôi nếu được tìm thấy còn sống trở về thì thật tốt, còn rủi ro mà con chết rồi thì mong cũng tìm thấy xác đưa về. Gia đình có được mấy đứa con hiếm hoi, mất đi thì rất đau xót. Mấy ngày nay bỏ bê mọi việc ở nhà ngóng tin con. Ông Lương kể, đến thời điểm này vẫn còn nhiều nạn nhân mất tích trên biển. Trên bờ, người thân ngày đêm ngóng chờ tin tức chồng, cha, con em, dù một chút hy vọng mong manh nhưng người thân vẫn nghĩ mọi người sẽ trở về an toàn đoàn tụ cùng gia đình. Dự báo thời tiết ngày và đêm 8 tháng 5 năm 2024 Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đồng nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Người dân bất ngờ với cơn mưa cá đổ từ trên trời xuống. Ngày 4 tháng 5, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ở Iran cho thấy nhiều con cá rơi xuống đường khiến cho người dân không khỏi bất ngờ. Sự việc xảy ra tại thành phố xôi ở miền Tây Iran, hình ảnh từ video cho thấy có rất nhiều con cá nằm trên đường phố, xung quanh là dòng xe cộ di chuyển tấp nập. Một cư dân mạng còn dùng tay bắt cá rồi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Sự việc được cho là hiện tượng mưa cá, Tuy nhiên đến nay chưa có kết luận chính thức các con cá được đưa từ đâu đến và lý do gì khiến chúng rơi từ trên trời xuống. Một số phỏng đoán cho rằng, có thể có một cơn bão hoặc trận lốc xoáy đã cuốn các con cá từ dưới biển lên cao kéo đi xa hàng trăm km khiến chúng bị rơi xuống đất. Trước đó, báo chí Iran đưa tin về các cơn mưa lớn đã gây ra tình trạng lũ lụt tại 21 khu vực của nước này. Cơ quan khí tượng Iran cảnh báo về đợt mưa lớn từ Chủ nhật, tức ngày 5 tháng 5, ảnh hưởng đến nhiều khu vực. Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Sabesta. Đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng mưa cá xảy ra trên thế giới. Hồi năm 2023, tại thị trấn Lazamano ở Australia, người dân cũng được chứng kiến hiện tượng mưa cá bất thường. Vào thời điểm xảy ra sự việc, một cơn bão lớn tràn qua khu vực trên kèm theo mưa. Khi trời bắt đầu mưa, chúng tôi nhìn thấy cá rơi xuống. Ông Andrew Johnson-Zapananka, Ủy viên Hội đồng địa phương chia sẻ. Nhiều người dân cho rằng cá rơi xuống từ bầu trời được xem là phước lành, trẻ em là những người thích thú nhất, chúng chạy ra ngoài nhặt nhạnh những con cá sống rơi từ trên cao xuống. Cho đến nay vẫn chưa có các câu trả lời chính xác về hiện tượng mưa cá, tuy nhiên một số nhà khoa học trên thế giới đã đưa ra lý giải về điều khó hiểu này. Bản tin dự báo thời tiết của vấn đề thế giới xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.